Xin mời chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Giả Thiên của tác giả Ngô Biển Quân. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện, hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc cũng như nhấn vào biểu tượng chuông để nhận được thông báo về những video mới nhất. Và ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. lúc bây giờ cả diệp phàm và dã man nhân đều thần sắc bình tĩnh cái gì cũng không có nói ra sợ tên đoạn mập mạp phát giác ra vẻ dị thường sáu cây dược vương đó nha có thể kéo dài sinh mệnh hai ngàn bốn trăm năm để cho đám hỗn đản kia lấy được thật sự là không cam lòng mà. lão lừa đảo xoa xoa tay tiếc nuối tình thế của kẻ mạnh chúng ta có thể so với mười mấy đại năng tuyệt đỉnh kia sao tên dã man lại nói mau đi thôi bằng không cái gì cũng bị bọn họ cướp sạch ta cảm thấy nơi đây có thể có một gốc cây bất tử thần dược chân chính. Đoạn đức nói xong, trước hết chạy vào bên trong. Đồng phủ tầng thứ hai cũng rất rộng lớn, vọt vào đến mấy ngàn người một lần cũng không chật trội. Vẫn như cũ, có vẻ trống trơn, khoáng đáng. Lúc này, đại chiến đang tới hồi gay cấn, không ai nguyện không bỏ dược vương. Bình khí của thánh nhân, có người kêu lên sợ hãi. Ở chỗ sâu trong động phủ, có mười mấy miếng đồng vỡ nát, thấu phát ra khí cơ cổ xưa mà huyền bí, sáng ảm đạm. Một cái chuông đồng bị nứt ra thành mười mấy miếng, những trận văn trong đó vẫn chưa bị hủy diệt. Có người tỉnh mắt liếc một cái, nhìn thấu kêu lên. Nhân vật cấp thánh chủ đều sao động, liều mạng sông tới phía trước. Cái chuông đồng này tuy rằng tổn hại, nhưng chỉ là mảnh nứt ra mà thôi. Văn lạc thiên địa dựng sinh ra trong nó vẫn còn. Ở bên trong của nó, thậm chí còn có thần linh đang ngủ say. Đại chúng mặc dù sớm trở thành từng mảnh nhỏ, nhưng ủy lực vô cùng. Trong đó, một miếng bị người ta gõ vang lên, bên cạnh hơn bởi người hóa thành huyết vụ, hình thần cầu diệt. Thật là đáng sợ, bình khí của thánh nhân danh bất hư truyền. Mọi người không có sợ hãi nhiều, càng thêm nóng mắt, một đám người phóng vọt tới phía trước, trong đỏ bao gồm cả vài vị đại năng. Lại là một tiếng chuông kêu vàng, lần này là một vị hoàng chủ cầm trong tay hai mảnh đồng chấn ra thành âm một vị nửa bước đại năng cách hắn gần nhất đầu cùng thân thể tách ra giống như bị xét đánh sóng âm tiếng chuông quét qua không có một chút sức phản kháng liền hóa thành một đám huyết vụ biến mất không thấy đầu nữa đây đã bị tổn hại gần như phế bỏ nhưng chỉ một mảnh vỡ bằng bàn tay vẫn như cũ có ủy lực như thế đây chính là thần vật nếu có thể một lần nữa tổ hợp cùng một chỗ hoàn toàn chữa trị lại thì sóng âm tiếng chuông vang lên thiền hạ ai có thể ngăn chống có số đại năng tuyệt đỉnh kích động nếu như nắm giữ bình khí thánh nhân như vậy treo lên trên không trung đỉnh đâu, nơi nào không thể đi tung hoành thiên hạ đều sẽ không có địch thủ đoạn đức miệng phun ra một ngụm máu bay ngược trở về trong tay của hắn nắm chặt một mảnh chuồng vỡ có thể dài hơn một bước loàng lổ rỉ sét sáng mờ ảm đạm diệp phạm bọn họ thật giật mình kinh ngạc mười mấy mảnh vỡ đều bị những đại năng tuyệt đỉnh kia cướp đi đoạn mập mạp có thể cướp thức ăn trong miệng hổ thật ra ngoài dự kiến của bọn họ. Còn bà nó chứ, về sau ai muốn trọng hợp lại cái thánh trùng kia, phải tìm tới ta mua lại với giá trên trời đi. Tên đoạn mập mạp nghiến răng nghiến lợi nói, nhưng lại nổi lên chú ý này. Mọi người điên cuồng rồi, chỗ động phủ cổ này mỗi một tầng đều có thần vật, tất cả đều rất nhanh đi vào trong. Mọi người tin tưởng khẳng định còn có báu vật bật thế. Cổ kinh, bất tử thần dược, thanh bình đại đế, hơn phân nửa ở chỗ sâu nhất kia, mọi người đều rất phấn khởi, vội vàng chạy đi cực nhanh, đương nhiên đều là đại năng dẫn dắt. Nếu một thế lực lớn nào đó không có đại năng tiến vào, căn bản không có khả năng thu được một kiện chân vật nào, bởi vì nơi này hội tụ rất nhiều cao thủ tuyệt đỉnh. Một cái hồ lớn ngăn cản đường đi, ai cũng không nghĩ tới nó lại rộng lớn bát ngát như thế, chẳng khác nào một vùng biển xanh mênh mông. Một ít đại năng trực tiếp vượt qua, bay về phía trung tâm hồ xanh biếc. Những người khác không thể phi hành, Tất cả đều nhào xuống bơi đứng mà đi, rất nhanh bơi về phía trước. Thang trời bằng bạch ngọc đi thông tới vực ngoại hay sao? Mọi người cả kinh kêu lên. Khi đi vào chỗ sâu trong hồ lớn, mọi người nhìn thấy ngân hà vườn quanh chín tầng trời. Phía trước có một đường thang trời, dùng ngọc thạch xây thành trèo giữa không trung, lượn lờ sương mù, đối thông về hướng chỗ sâu trong vòng trời. Có rất nhiều người như phát điên, không có bao nhiêu người có thể phi hành, căn bản không có khả năng leo lên thang trời kia không thể dọc theo nó đi lên. Bông nhiên vang lên tiếng xé nước, xa xa một chiếc thuyền con chạy tới, phía trên đứng một người thần quắc áo tơi, đầu đội nón tre, cầm trong tay cây xảo trúc. Thần chỉ niệm, lần này hắn đã chân chính xuất hiện rồi ư. Lúc bây giờ, tất cả mọi người đều vô cùng hoảng sợ. Bích hổ vạn khoảnh, một chiếc thuyền lá rẽ nước mà tới. Một nam nhân dáng người bậc trung đứng trên thuyền, áo tơi cũ kỹ, nón tre rách nát, che đi hình dáng thật sự của hắn, không ai có thể thấy rõ được dung tạo của hắn như thế nào. Đây là kẻ nào? Hắn đi ra từ Bích Hồ, chẳng lẽ đã tiến vào trước chúng ta một bước rồi sao? Có rất nhiều người đều cảm thấy khó hiểu. Trong hồ sóng nước trong vắt, chiếc thuyền lá di chuyển không nhanh không chậm, từ từ tiến tới. Nam nhân kia bỏ non tre đứng quanh tay, nhưng đáng tiếc vẫn không nhận ra khuôn mặt hắn. Ngay vào giờ khắc này, hơn 10 đại nhân vật đều cảm thấy không thích hợp. Hoàng chủ của Trung Châu Thần Triều yêu chủ của chiến chủ nam lĩnh thần tăng tây mạc đều rung động trong lòng mặt mày biến sắc người là ai một vị hoàng chủ tuyệt thế cất tiếng hỏi hắn sống đã gần ba ngàn năm nay đứng đầu thiên hạ nhưng lúc này cũng có cảm giác kinh sợ ở trên chiếc thuyền lá nam nhân này vẫn không nói gì chắp tay đứng yên như cũ yên lặng đẩy thuyền tới giống như tất cả mọi thứ ở ngoại giới đều long tiêu diêu phèo động trước mặt của bản tâm hắn người rốt cuộc là ai Hoàng chủ nhàn tàn nói với người, người có nghe được không? Một lão già tiến lên, dầu tóc bạc trắng, là một cường giả đẳng cấp thái thượng trưởng lão. Nam nhân trên chiếc thuyền con lạnh lùng nhìn lại, nâng thủ lên phía trước. Bây giờ trên trán lão già kia, liên tỏa ra hòa máu, lập tức ngã xuống hồ nước, nhuốm đỏ cả làn nước trong xanh. Mọi người ồ lên, đây là kẻ nào lại có thể to gan lớn mật như vậy? Trước mặt mấy vị lão hoàng chủ mà giết người, thật sự là cực kỳ kiều ngạo. Quần đô. Một vị nửa bước đại năng đạp sóng đào tới, tiến về phía nam tử kia rất nhanh, há mồm phun ra một cái đỉnh, giống như một ngọn núi cao, bây giờ đẻ xuống. Đại đỉnh này lập tức bị nam tử trên thuyền nhỏ điểm một cái nát bấy, mảnh vỡ của đỉnh giống như những đám đất cát rơi rào rào xuống lòng hồ. Bình khí ẩn chứa đạo và lý lại bị người này đánh nát dễ dàng như vậy. Kẻ này quá mức cường đại, hắn là có lai lịch gì đây? bây giờ tất cả mọi người đều sợ hãi lồng tóc dựng ngược một tiếng kêu sợ hãi chuyển ra nửa bước đại năng không tự chủ được mà bay về phía trước trần hắn đạp lên mặt hồ bọt nước văng khắp nơi có thể nhìn thấy hắn đang dãy dụa kịch liệt nhưng không có một cách nào phản kháng bị hút tới chỗ chiếc thuyền nhỏ nam nhân mặc áo tơi vươn một bàn tay ra tóm lấy cổ của hắn tay kia vẫn chắp ở sau lưng như cũ trông rất tùy ý nửa bước đại năng khiếp sợ kêu lên dường như gặp chuyện khủng bố nhất vậy tay chân của hắn vùng vẫy giữa hư không. Một tiếng vang nhỏ truyền ra, đầu của tên lửa bước đại năng vỡ nát, máu huyết và óc trắng đồng thời chảy xuống, nhuốm lên cánh tay và tà áo tơi của hắn, nhưng hắn lại cảm chẳng thấy cảm gì. Hắn buông tay ra, từ từ rơi xuống hồ, nhuốm đỏ cả một vùng nước, thi thể chìm đổi, mất đầu khiến người ta sợ hãi, không dám trực tiếp tiến lên. Cái chết như vậy khiến mọi người không thể bình tĩnh nổi, tất cả đều rút lui. Đây là loại người gì một tay bóp chết nửa bước đại năng, thủ đoạn khiến người ta phải kinh sợ. Hắn là một tồn tại trong lăng bộ cổ xưa kia, giờ đã đi tới nơi này. Có người hoảng sợ kêu to, suốt cuộc đã nhận ra hắn là ai. Đây đúng là nhân vật thần bí xuất hiện sau khi Diệp phàm bán sụp 18 ngọn núi. Nhưng hiện tại, vẫn chưa ai ý thức được hắn đã thần chi niệm. Không phải ai cũng có sở học uyên bác như đoạn đức và lão già mù kia. Chiếc thuyền còn rẽ nước đi tới, tốc độ không nhanh nhưng chấn nhiếp lòng người. Nam nhân thần bí khoanh tay đứng đó, ống tay áo nhuốm máu và óc trắng, căn bản không khiến hắn để ý. Trên vòng trời, một vị hoang chủ của Trung Châu, chiến chủ của Nam lĩnh, đồng thời ra tay, kết pháp ấn đánh xuống phía dưới. Thiên địa bạo động, nước xanh, bọn họ làm lần lượt diễn biến ra một đại ấn và một đại trung do thần lực tạo thành. Bên trên có hòa văn tiên thiên, trung hoàng ấn, nam yêu trung mọi người đều cả kinh kêu lên, vội vàng né tránh. Những thứ có pháp tắc của cao thủ cái thế này đáng sợ vô cùng, có thể dễ dàng gạt bỏ đại năng bình thường. Thần chi niệm gần đầu lên, khoanh tay mà đứng, cũng không có động tác gì khác. Trong mắt của hắn bắn ra hai luồng yêu quang, vẽ lên một quỹ tích thật dài, tươi đẹp và thê lương. Nằm yêu chung trên bầu trời nổ vang, sau đó nứt nẻ rất nhanh, chấn động tạo thành một hố đèn lớn, sau đó biến mất. Trung Hoàng Ấn thì cũng như vậy, những vết nứt hiện ra giống như một miếng xương khô đã bị chó gặm qua, gãy nát rồi trong nháy mắt liền biến mất trong hư vô. Hắn đã ai? Rốt cuộc là ai chứ? Mọi người đều cả kinh mà kêu lên. Chẳng lẽ là phong lão nhân của đồng hoàng sao? Có người hoài nghi, đương thời có một thánh nhân như vậy, còn không ai lại có được thủ đoạn thế này. Chỉ hai luồng sáng từ mắt hắn bắn ra đã có thể đánh tàn pháp tắc do hai nhân vật tuyệt đỉnh trên thế gian tạo thành thực sự nghe mà rợn cả người. Thần chỉ niệm, hắn chính là thần chi niệm. Suốt cuộc cũng có một vị lão tăng Tây Mạc nhận ra hắn suốt cuộc là sinh linh loại gì. Hàng mi trắng nhớn lên, miệng tụng Phật hiệu. Thần chỉ niệm sao? Rất nhiều người cũng không hiểu, nhưng phàm đã ai biết, sắc mặt đều tái nhợt đi, lạnh lẽo toàn thân. Trên đời lại có loại tồn tại này sao? Bốn vị hoàng chủ tuyệt thế của Trung Châu đều động dung, không tự chủ mà rút lui ngàn vạn lần không ngờ lại gặp phải sinh linh như vậy. Thế gian thật sự đã xuất hiện thần linh sao? Bằng không, làm sao có thể sinh ra thần chi niệm? Lời nói của nam lĩnh chiến chủ vẫn lộ vẻ không sầu không lo. Ở thời khắc này, những tu sĩ khác thông qua giải thích, rốt cuộc cũng biết được thần chi niệm là vật gì. Đây là một loại sinh vật sau khi thần linh cổ chết đi mà sinh ra, có thể gọi là một loài ma quỷ. Ta thấy bọn họ có biện pháp giải phá rồi đoạn đức lùi về phía sau, ra vẻ chuyện không liên quan gì tới mình. Lão già bồ lại ném ra một cái mai rùa, bói một quẻ rồi nói, hướng đông rồi hướng nam, đại cát. dã màn nhân cũng chẳng thèm tin vào tên thần cô này, tuy nhiên Thế Diệp phàm và giác hữu tình đều đi theo nên cũng đành đi cùng. Bọn họ vừa mới rút lui thì nam nhân trên con thuyền liền phát ra ô quang giống như một vầng mặt trời màu đen bùng lên, đáng sợ vô cùng, sau đó diễn biến ra một cái hố đen. Giờ khác này, không biết bao nhiêu người phải kêu tỏ sợ hãi, không tự chủ được mà bay về phía trước. Nửa đường thân thể bị mở tung ra, bị hắc động trên con thuyền cắn nuốt sạch. Đầu, chân tay đều cẫy, thân thể máu tươi đầm đìa, vùng khắp đầy trời. Đây quả thực là cảnh tượng như địa ngục nhân gian. Trong nháy mắt, đã có trăm người vỡ vụn ra, tất cả đều chìm sâu vào trong hố đen kia. Ổ quàng biến mất, hố đen như vực sâu cũng tan theo. Thần chi điểm hiện ra trên con thuyền, trên người hắn có không ít vệt máu, thậm chí trên vạt áo còn có một số miếng xương trắng nhỏ. Hắn lại nuốt sống hơn trăm người kia, có không ít người gần như sụi lơ trên mặt đất. Đây đều là cường giả hóa lòng bí cảnh, không có ai là kẻ yếu cả. Kết quả là bị hắn hút một cái là mất mạng. Trước thời cổ thực sự có thần linh rồi, hắn là ma quỷ sinh ra sau khi thần linh chết đi. Tên ma quỷ này đứng đây có khí thế thiên hạ vô địch, Căn bản không ai có thể chống lại được Đi lên là chết Lập tức tiêu diệt trên trăm cường giả Trấn áp mọi người Ngay cả đại năng tuyệt đỉnh cũng phải trầm ngâm Trong lòng lạnh ngắt Trừ vì là phong lão nhân tới đây Hoặc là mười mấy vương của thái cổ ra Bằng không không ai có thể tranh hùng với hắn Đáng tiếc Phong lão nhân đã biến mất Không ai biết hắn đi về phường nào Còn về vương của thái cổ thì cũng chẳng cần nghĩ tới Nhưng sinh vật cổ kia Cũng đã đại họa a à di đà phật một vị lão tăng tây mạng tụng một câu phật hiệu đứng dậy nói ngã phật tử bi năm đó một vị cổ phần cũng từng gặp thần trì niệm lưu lại phương pháp phục ma tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc thần trì niệm trong miệng lão tăng thần bí đáng sợ vô cùng cho tới bây giờ vẫn là tồn tại trong truyền thuyết vậy mà người của phật giáo lại đã có người gặp từ lâu rồi mọi người không thể không ngạc nhiên thán phục phật pháp của tây mạc kể từ xa xưa, bác đại tình thâm, một vị cổ phần lại từng hàng phục loại ma quỷ vô thượng như thần chi niệm này. Thần tăng, màu thi pháp hàng phục tên yêu ma quỷ quái này, một vị hoàng chủ thúc dục. Chúng ta cần phải hợp lực mới được, cùng tụng vãng sinh chú của Phật. Lão Tăng mở miệng nói. Một tiếng hử lạnh vang lên, thần chi niệm như ma quỷ này lần đầu phát ra tiếng nói, khiến cho người ta giống như rơi xuống hầm băng, lồng tóc đều dựng ngược cả lên, phùn ra khí lạnh, cả người run rẩy. Loại tiếng nói này giống như vọng lên từ đáy địa ngục, khiến linh hồn người ta trùn chảy, kích động và sợ hãi. Nam bộ, a di đa bà dạ, xỉ tha giả đa dạ, xỉ địa hạ dạ tha, a à di lợi đồ bà đỉ. Đứng lúc này thì vị thần tăng Tây Vực kia bắt đầu tụng kinh, hắn ngồi xếp bằng trong hư không. Bây giờ bắt đầu là bảo trướng trang nghiêm, phía sau tỏa ra Phật quang tràn ngập giống như một vị cổ Phật tái sinh tất cả mọi người cùng tụng kinh phục ma đi. Một vị hoàng chủ thét lớn. Bây giờ, tất cả mọi người đều tụng kinh. Mọi người cùng tụng kinh với nhau, đọc vãng sinh chú vàng vọng hổ lớn. Có thể thấy rõ ràng, tất cả mọi người đều tỏa ra ánh sáng, nơi liền lại áp bức tới tên ma quỷ kia. Ma đầu này chưa ra tay, hiển nhiên muốn đối kháng vãng sinh chú. Hắn lộ ra vẻ nụ cười lạnh lẽo, tuy vẫn là hình người, nhưng trông đại dữ tận vô cùng. Thần chú của Phật giáo quả nhiên là phi phàm thật sự có thể chống đại ma đâu. Đồng phường giã cũng giật mình. Giác hữu tỉnh bên cạnh, cầm cành bồ đề trong tay, vẻ mặt từ bi, Phật quang tỏa ra, miệng đọc một loại cổ kinh khác. Đây chính là đại bì chú, tiếng nói không lớn nhưng lại vàng vọng khắp thiền địa. Nàng giống như một vị bồ tát dáng trần, áo trắng như tuyết, ân ký liền hòa màu vàng trên bi tâm tỏa sáng, hợp nhất với vãng sình chú, khiến Phật âm càng to lớn hơn. Cách đó không xa, thân thể ma đầu kia giật nảy lên, hai mắt bắn ra hai luồng sáng lạnh lùng, không có chút tình cảm nhân loại. Phật quang đẩy con thuyền ra xa. Cổ kinh của Phật giáo quả nhiên là thần diệu. Đoạn đưng chợt kinh ngạc, không ngờ lại thật sự có thể trấn áp được ma đầu kia. Mỗi người đều có tiềm năng vô tận. Phật giáo lại có một số kinh pháp có thể khiến người thường phát huy ra là thần năng riêng mình. Vãng sinh chú chính là như vậy. Hợp lực mọi người có thể độ thần ma. Nhưng nếu một mình quyết đấu thì con hơi yếu một chút chứ nếu có cổ kinh khác phụ trợ thì có thể cường hóa nữa. Đạo môn không có cổ kinh cùng loại sao? Nếu có thì cùng tụng ra, chẳng phải càng có diệu dụng sao? Diệp phàm chợt tự nhủ. Hừm, Lão già nghe thấy có vẻ khó chịu, liệt hắn một cái rồi nói. Đạo môn không hàm khai sáng giáo phái, đều là nhàn vần dã hạc. Hôm nay ta cũng tụng một bàn để phục chúng. Người sẽ không tụng ra một đoạn thuật tướng số đó chứ. Đồng phương giá không tin tên thần côn này vẫn cảm thấy hắn là một kẻ lừa đảo. Tịch dương thành thần, trong thần có hình, hình sinh ra mặt trời, mặt trời lại sinh ra mặt trăng. Tịch âm thành hình, trong hình có thần. Lão già buồn ngồi xếp bằng trên miệng hồ, miệng đọc chân kinh, lập tức khiến một nhóm người không tự chủ được mà đọc theo. Lão già này khá sắc sảo, nghe ý kinh này là biết, lão này vốn là do âm mà sinh hóa thành. Người hắn tỏa ra đạo quang, trông giống như kim thân đạo tổ vậy tầm nguyên thanh triệt, nhất triều vạn phá, khí chiến cường cường, vạn cảm nhất đức, dĩ nhất tầm quan vạn vật. Lão già mù ngồi xếp bằng trong hư vô, càng ngày càng mờ ảo, dường nhất truyền âm tới từ ngoài thiên địa. Đây là độ nhân kinh trong truyền thuyết. Rất nhiều đại năng tuyệt đỉnh biến sắc, tất cả đều khiếp sợ phi thường. Độ nhân kinh cũng không phải là cổ kinh của đại đế nhân tộc, nhưng lại có diệu dụng phi phàm. Tuy chiến lược khổng mạnh, nhưng lại có thể độ hóa sinh linh vạn vật đội nhân kinh càng ngày càng có nhiều người gia nhập, cùng tụng ra khiến khắp tiền địa có một lực lượng không thể bị cầu động tới. Mà đầu kia rống to một tiếng, hóa thành một đạo ổ quàng biến mất. Phật quang và các loại kinh văn kia là khắc tinh trời sinh của hắn. Mọi người đừng có ngừng lại, bằng không tất cả đều phải chết ở đây. Mà đầu này bất cứ khi nào cũng có thể giết trở lại. Một vị đại năng truyền âm, thật ra không cần hắn nói thì mọi người cũng không ngừng lại. Đội nhân kinh vừa xuất hiện vãng sinh chú liền hơi bị áp chế một chút hai kinh đồng thời được tụng ra thần đừng trong cơ thể mọi người cuồn cuộn không dứt tràn ra khó có thể đình trị cả vùng hồ lớn này rực rỡ hẳn lên ánh sáng tỏa ra vạn trượng rất nhiều người đều chìm đắm trong một cảnh tượng kỳ dị không ngừng tụng kinh hóa ra mọi người đều có thần năng cường đại đáng sợ như vậy diệp Phạm suy nghĩ xuất trần hắn không bị cuốn vào trong ấy đúng lúc này thì những đại năng tuyệt đỉnh đều hành động vọt về phía bầu trời, bọn họ cũng không đắm chìm trong độ nhân kinh. Đám lão già này để người các tụng kinh, còn bản thân chạy đi trành đoạt thân tang của đại đế. Đồng phương giã tức giận mà bắn. Chúng ta cũng đi thôi. Diệp Phạm nhíu mày, đúng lúc này chỉ có đại năng là không bị giam cầm, có thể phi hành, những người khác thông xào có thể bay đến được. Lúc này, lão già bùm mở mắt ra, ung dung rời khỏi tầm cảnh kỳ dị vừa rồi. Tùy tiện vung tay bói một quẻ, mài rùa rung động chúng ta cũng có thể đi lên, tất cả đều phụ thuộc vào hắn. Hắn bói xong liền chỉ về phía đoạn đức. Gã mập mạp họ đoạn nguyên rủa Cái lão giả chết dẫm này, chỉ biết hãm hại, lừa gạt, nói hưu nói vượn. Tên mập chết tiệt người đừng dày rửa nữa đi. Chậm chân một chút là mọi người bị người đoạt sạch đổ đó. Lão già mù trừng mắt nhìn, đúng là một trời một vực so với khí chất mờ ảo xuất trần lúc tụng kinh. Cái tên thần côn nhà ngươi nói khoác hay lắm, mi tầm của gã mập mạp họ đoạn lóe sáng, bày ra một đạo ngân hà, nối thẳng lên thang trời, mang theo bọn họ ung dùng và đi. Đây chẳng lẽ là bảo bối của tinh hà đạo nhân trong truyền thuyết. Hắn đã qua đời hơn hai vạn năm, thần vật vương giả vô địch này cũng chôn cùng với hắn trong lòng đất cơ mà. Đôi mắt của lão già bù mở to rồi nói, người trộm cả lăng của tinh hà vương rồi sao? Đừng nhìn chăm chăm vào ta, ta bất ngờ rơi vào một cái hầm nát mà nhặt được nó thôi. Đoạn đừng hơi chuột dạ, sau đó cầm tức không thôi mà nói. Toàn thân bảo bối của đạo gia ta lại bị mấy tên khốn kiếp trộn sạch. Hiện giờ, thiểu bảo nghiêm trọng. Nên nhưng, ta không biết làm thế nào mà tìm lại chúng. Diệp Phạm im lặng, tên dã man nhân cũng im lặng luôn. Cả mập họ đoạn liên tục nguyên chùa Nhưng mà khi ấy, cả hai người lại chẳng dám trả lời. Chịu sự vắng chửi của khổ chủ, sợ hắn cảm nhận được điều gì. Bọn họ rốt cuộc cũng đi lên thang trời, tiến về phía trước, chìm sâu vào trong bầu trời đi tới một nơi hoàn toàn mới mẻ. Nơi này linh khí như nước, gần như đã hóa lỏng. Linh dược khắp nơi, có cây phong phú, không ngờ có cả nguyên tinh thuần hình thành, thấy rất rõ ràng các quá trình. Đây là một vùng thiền địa thái cổ. Mọi người đều ngạc nhiên vô cùng. Cẩn thận một chút, đã có thần chỉ niệm, thì nơi này hơn phân nửa là cổ địa trôn thần linh. Lão già bồ nhắc nhở một câu. Wow! Một tiếng kêu to vang lên, một luồng kim quang chiếu ngang bầu trời đó là một con tam túc kim ô bay qua. Đồng thời vào lúc này, thần sắc của Diệp Phạm cũng chấn động. Hắn nhìn thấy tiêu thái sư và tiêu chí đang bay ở trong dãy núi xa xa. Đây là một giới trong giới, có khi không lớn lắm. Nhận định phải tìm được cổ quan trồn thần tinh kia. Đoạn đừng cắn rằng mà nói. Trong tiểu thế giới này, cây cỏ phong phú, linh dựa khắp nơi, triều tịch mênh mông, tồn tại rất nhiều tình khí tiên. Đúng là một vùng thiền địa thái cổ, Ta rốt cuộc cũng biết vì sao chủng tộc Thái Cổ lại mạnh như vậy rồi. Nhưng năm bọn họ sống, môi trường như thế này, linh khí như nước, khẳng định tiến bộ thần tốc. Một gốc cây cổ thế này, chọc trời vô cùng, chìm vào trong mây, sinh trưởng phải tới mấy vạn năm rồi. Nếu ở thế giới bên ngoài, thì nó đã khổ héo từ lâu. Đám người đông phương giã đều không khỏi giật mình. Vùng đất Thái Cổ này giống như linh giới, tràn ngập ký tức huyền bí. Trong thế giới này, các loại kỳ trân dị vật đều có thể thấy được nhưng lại hơi kỳ lạ. Cổ mộng không thể hóa hình, kỳ thú không thể độ kiếp. Nơi này dường như có một loại trận văn thần bí áp chế tất cả. Thu vương cường đại vô cùng, nhưng lại không có một ai hóa hình được. Vùng tiểu thế giới này có hơi quái quái thì phải. Diệp Pham suy nghĩ đến xuất trận, hắn cảm thấy cả người thử thái rất dễ dàng tiến vào trong cảnh ngộ đạo. Phạm tạc thiền địa bên ngoài thay đổi, không thích hợp cho thánh thể tù luyện, chỉ có thể nghịch thiên mà đi, còn nơi này lại bất đồng, giữ lại tất cả quy tắc trật tự thái cổ, hoàn toàn thích hợp cho thân thể của hắn. Tiền đạo thường tự cát, quỷ đạo thường tự hung, cao thượng thành linh linh mỹ, bị cả lãng thái không, duy nguyệt tiên đạo thành, bất nguyện nhân đạo cùng. Diệp Phàm thuận viện tụng đạo, sau khi nói xong, chính hắn cũng ngẩn ra. Đây là khoảnh khắc ngộ đạo linh quang, vùng tiểu thế giới này khiến trong lòng hắn sáng tỏ, đạo cảnh tăng tiến. Đây đúng là địa phương tốt. Lúc này tu luyện một năm, có thể bằng mấy chục năm ở thế giới bên ngoài. Toàn đức xoa xoa tay, ánh mắt nóng cháy, còn muốn thu cả tiểu thế giới này, trừ phi là thánh nhân viễn cổ tới đây, bằng không, không ai có thể thu tiểu thế giới này vào. Lão già mù tiếc nuối lắc đầu. Đây là một ao nước do linh khí hội tụ hóa thành. Tên dã dạ màn nhân ngạc nhiên thán phục kêu lên. Ở ngay phía ngoài có một ao nước chỉ rộng khoảng nửa thước vuông, ánh sáng đủ màu tỏa ra, tình khí tràn ngập, nước cũng đập lánh diễm lệ mà an lành. Nó là do tinh khí tiên điện hóa lỏng tạo thành, bên cạnh còn có một vài khối nguyên hóa hình thành tinh thể trong suốt, ngoài ra còn có rất nhiều linh dược sinh trưởng quanh đó. Đây là nguyên dị chủng, chúng ta gặp được quá trình diễn biến của nó rồi. Mấy người đều kinh ngạc vô cùng. Sau đó, bọn họ tìm kiếm trong tâm tình kích động, nếu có thể tìm được ao nước tạo thần nguyên thì đúng là tiên tàng vô giá, bởi vì thần nguyên dịch có thể giúp người ta tự phong trọn đời trường tồn. Đối với mọi người ở dưới đại đế mà nói, thì đó giúp họ gián tiếp đạt được một loại trưởng sinh. Vương của Thái Cổ trong tộc cũng sống sót như vậy. Thần nguyên dịch kia, cả mập mạp họ đoạn kêu đền sợ hãi, lập tức bổ nhào tới. Ở dưới một gốc cây che trời có một cái vũng rất nhỏ, chỉ lớn bằng đám tay nhưng bừng lên thần quang, nổi bật dưới cổ thụ màu xanh biển biếc vô cùng. Mấy người đều sông tới, chật chật tán thưởng, thần nguyên mất đi từ thời thái cổ, bây giờ đã trở thành truyền thuyết, căn bản không thể gặp được. Có thể một đám tay hay hai con mắt của người trường tôn bất hủ. Diệp Phạm cười nói, cả mập mạp họ đoạn cười hằng hắc không ngừng, Lên bộ tiểu đỉnh ra, cẩn thận thù thần nguyên dịch lại, dùng bột bí pháp đánh trả 81 lớp phòng ấn, sợ đó lập tức cô đọng lại. Tiếp tục nhìn xem, nó không chừng có thể tìm được cả một hồ thần nguyên đấy. Đoạn đức chưa vừa lòng, muốn có thu hoạch to hơn. Đáng tiếc là bọn họ biết, đây là một chuyện không có khả năng. Ngay cả ở thời thái cổ, thì thần nguyên dịch cũng cực kỳ quý hiếm, chỉ có thể gặp chứ không thể cầu. Tự ra truyền lại tiếng rống giận khiến cho non sông toái đệ phải lay động. Cả lá của linh bộc bay tán đoạn, tỏa ra ánh sáng sành lấp lánh. Linh dương tỏa hương thơm ngát cũng lắc từ theo. Đó, đó là một con rồng. Lão già mù trợn trắng trọng mắt, hai mắt xoay tròn, không còn sáng hơn cả mắt người sáng mắt. Ở trong ngọn núi xa xa, có một con rồng dài tới hơn 200 trượng, vọt lên không trung, vảy xanh lấp lánh. Đầu rồng ngẩng cao, sừng phần thần đèn nhánh như là sừng vậy. Ánh mắt của tên dã man nhân cũng tỏa sáng mãnh liệt. Ta đã từng gặp một con dã long, chúng thực ra chỉ là giao long mà thôi. Chẳng lẽ hôm nay may mắn gặp được một con chân long thật. Một vị lão tăng, hai vị đại năng tuyệt đỉnh đang hành long. Thế nhưng ba người liên thủ đại chiến với nó cũng là đánh ngang tay và thôi chiến đấu vô cùng kịch liệt nó là một con dao đã chứng đạo trở thành thú vương màn cổ thậm chí sắp đột phá có thể áp bức bà vị cường giả đỉnh phong của nhân tộc quả nhiên là cường đại lão già mù rốt cuộc cũng xác định ra trên bầu trời có hỏa diễm ngập trời nơi đó có một cốc cây phủ tang cao vút tận mây xanh phía trên có một tổ quả tỏa ra hỏa diễm bừng bừng một con tam túc kim ô phá tan không trung đại chiến với hai vị hoàng chủ thần chim bảo vàng giống như được luyện chế thành từ hoàng kim thần diễm thiểu đốt khiến nửa bầu trời như sắp sụp đổ khắp đời này đều là bảo vật đó lúc này hai mắt của lão già mù còn sắc bén hơn bất kỳ ai bắn ra hai luồng lục quang như là mắt sói nhìn về viết tổ quả trên cây phụ tang bên trong có ba quả trứng tuy rằng không phải là kim ô chân chính nhưng nếu bồi dưỡng thật tốt thì sẽ là thần cầm cường đại không gì sánh nổi. Hắn bướm pháp bảo duy nhất còn lưu lại của tình hà vương khi còn sống. Tình hà muốn trộm quả trứng kim ô, đào tạo thành một con cầm vương làm vật cưỡi. Không cần nghĩ cũng biết, một con kim ô như vậy khi trưởng thành thì còn lợi hại hơn thánh chủ hai phần, vô cùng quý báu, không ai có thể động tâm. Nhưng hiện giờ, đi trộm trứng thì không khác gì gắp lửa bỏ tay người, còn nguy hiểm tới tánh mạng. Người rốt cuộc là có cho mượn hay là không? Lão già mù trợn trắng mắt, cho mượn bảo bối cũng được, nhưng lão lừa gạt người ta. Có gã thì không sao, phải nhớ, đem tình hà của ta trở về đó, đừng có mà đánh mất. Đoạn đừng rất không tình nguyện, đem trò mượn. rầm một tiếng, tình hà vắt ngang trời giống như một dòng thiên hà, lập tức trải ra, đưa mấy người đi về phía cây phụ tang. Lão thần côn dẫn cả chúng ta theo rồi. Trừ vị, hỗ trợ một chút đi, một mình ta không tiếp cận đổi cây cổ thụ kia đâu. Lão già mù xin lỗi, mọi người đều câm lặng. Tất cả mọi người đều muốn đập hắn, nhưng lúc này đã bay lên trời cao. Trong nháy mắt, liền chìm vào trong cành lá của cây cổ thụ, có rút lui cũng không có kịp nữa. Cây cổ thụ phù tang này lớn hơn cả ngọn núi, xung quanh thêm một nửa, cao vút tận trời. Toàn thân màu vàng mờ nhạt, con ngọn lửa vô cùng thiêu đốt. Cả cây cổ thụ này cũng là dị bảo, có thể luyện hóa thành thần bảo hỏa hệ. Đoạn đực chảy cả nước miếng, nó không phải là thần thụ phù tang thật đâu, đây là một gốc cây tương tự như hỏa thụ vương tương truyền phù tang mộc trần chính chỉ có ở tiền giới trên đó có kim ô bất thủ sinh sống ngay cả tiên nhân cũng sợ hãi lão giả bổ cất tiếng nói phiền lao màu vàng nhạt của hỏa thụ vương rung động ngọn lửa bừng bừng cháy bọn họ đều phải nhận vận thần thông mới có thể ngăn cản nổi bên trong tổ quả có ba quả trứng màu vàng cũng không lớn lắm chỉ bằng cỡ đầu người mà thôi nhưng lại tỏa ra dao động thần đực cường đại một quả trứng đều giống như hòa cầu màu vàng, nhiệt độ cao tới dọa người, khiến người ta ở cạnh đó rất xa cũng cảm thấy vô cùng lo lắng. Ta chỉ trộm một quả trứng mà thôi, sẽ không làm đoạn tuyệt huyết mạch của giống thần cầm này đâu. Lão già mù niệm đạo hiệu, dáng vẻ như sắp tận thế tới nơi rồi vậy. Rõ là một kẻ đi ăn trộm mà còn ra vẻ như là Phật tăng thế. Tên dã dạ man nhân kinh bỉ, hắn vốn cũng muốn lấy một quả trứng, nhưng bây giờ lại ngượng ngùng rồi. Không đúng, u ô sao này sao mới là trí bảo chứ vừa tiếp cận nơi này đoạn đức liền kêu lên những người khác cũng cảm nhận được khí tức khác thường khí tức thần thánh an lành lại có lòng tiểu diều lực lượng ngăn cản tinh thuần tràn ra khiến cả ô sao tỏa ra cảm giác thông minh và kỳ lạ phi thường chít 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 con linh thử trong tay áo của đoạn đức kêu không ngừng nó là hậu duệ của tầm bảo thử tuy rằng huyết mạch rất loãng không thể thông thần như là ở phạm vi gần như vậy cũng có thể cảm ứng được. Bọn họ đáp xuống tổ quả, suýt nữa ngã lăn ra. Một luồng sức mạnh mênh mông tỏa ra khiến người ta không kìm đổi phải run rẩy. Là thần vật, là thần vật thật rồi. Mấy người rốt cuộc phát hiện ra thứ dị thường ở trung tâm của tổ quả kia. Dưới bà quả trứng có một khúc xương cũ kỹ phi thường tỏa ra ánh sáng vàng mờ nhạt. Chính là xương của thánh nhân đấy. Thánh cốt bất diệt. Đây là tự hóa thành đạo để lại thánh cốt bọn họ đều sợ hãi mà kêu lên thanh nhân viên cổ chết đi huyết nhục cũng trường tồn bất hủ nhưng thánh nhân không muốn lưu lại hình hài thì có thể tự hóa chính mình nhưng ngẫu nhiên có thể lưu lại một vài khúc xương cứng rắn nhất đó là vị cường đại nhất khi còn sống của hắn hóa ra cũng không thể xóa đi vĩnh viễn trường tồn đây là một khúc xương cánh tay của một vị thánh nhân sau khi hóa đạo lưu lại là thần vật vù giá đó nếu luyện nhập vào bên trong bình khí thì đúng là không thể tưởng tượng được. Bọn họ đều động tâm, đồng loạt ra tay, chụp về phía trước. Ngay cả gia khữu tình xuất tràn lạnh nhạt. Bây giờ cũng không có kìm đổi chém ra cành bồ đề, lá cây lóe sáng. Tuy nhiên ai cũng không thể nhanh bằng Diệp Phàm bởi vì hắn nắm giữ bí quyết trự hành, lập tức chụp được. Giờ khắc này, toàn thân của hắn chấn động mãnh liệt, thành côn ẩn chứa sức mạnh vô thượng khiến cho lòng hắn thầm run lên. Diệp Huynh, đưa cái cục thánh cốt đó cho ta, đừng có cầm làm gì. Với người, nó không có tác dụng gì đâu. Bản thân của người vừa nói cũng vô cùng động tâm. Tất cả mọi người đều vô cùng kinh sợ, đều vô cùng thèm muốn. Tên dạ màn trịnh trọng nói một câu với Diệp Phàm nhưng Diệp Phàm vẫn chưa nói gì. Đoạn Đức, Lão Già Mù cũng đều kêu lên, nguyện ý trả tất cả bảo bối để mà trao đổi lấy khúc giường này. Ví dụ như Ngân Hà, Mai Rùa, Bình Khí của Thần Vương, cộng thêm mấy trăm vạn cần nguyên cũng không có vấn đề gì. Cây thánh cốt này đối với ta rất quan trọng. Đồng phương giã trịnh trọng thỉnh cầu, nói ra một số chuyện. Hắn đến từ một vùng rừng cổ hoàng giá của Trung Châu, lang nha bồng của hắn cầm trong tay, vốn là một thần vật vô thượng. Đáng tiếc là thời viễn cổ trải qua một trận đại chiến kinh thế nên đã bị trọng thương. Nếu muốn chữa trị thì cần phải có thần vật như thánh cốt để luyện hóa. Đừng nói cho ta là lang nha bổng này Vốn là một bình khí của thánh nhân đấy nhá. Đam người đoạn đưng cũng rất giật mình Tên giả màn nhân cũng không đáp lời Mà nhìn về phía Diệp phàm rồi nói Về sau ta sẽ giúp người đoạt cổ kinh Ta chính là có thiên công viễn cổ của mình Không cần tới nó nữa Diệp phàm nghĩ một chút Hắn có vạn vật mẫu khí đỉnh rồi Cây thánh cốt do thánh nhân viễn cổ lưu lại này Tùy lợi hại Có thể nói là thần vật vô giá Nhưng vẫn còn kém so với đỉnh của hắn Đối với hắn cũng không có nhiều tác dụng lập tức hắn đền đưa luôn cây thánh cốt cho tên dã man nhân. Hắn biết về sau khẳng định mình sẽ có một cánh tay đắc lực. Tên dã man nhân vô cùng kích động nói, sau này chỉ cần khắc pháp tắc của thánh nhân lên nữa là cây lang nha bổng này sẽ được chữa trị hoàn toàn. Đôi mắt của lão nhà mù và đoạn đức nóng bừng lên nhưng vẫn còn chú ý, chưa tự giết hại lẫn nhau mà cướp lấy thần vật. Đừng có thất vọng, ta đưa người một quả trứng kim ô. Diệp Phạm cười nói đưa một quả trứng màu vàng nóng phòng tay cho lão già kia. Đây vốn là thứ ta muốn lấy mà. Lão già trợn trắng cả mắt. Hả? Ở đây có một khối đồng phiến màu lục này. Tên dã dạ màn nhân ngồi xổm xuống, từ từ lôi ra một khối đồng rách nát ở dưới chân, cũng không biết đã tồn tại qua bao nhiêu năm tháng, rỉ xét loang lộ. Trên tấm lục đồng này có những vết khắc mà rỉ xét khó trẻ khuất được, đầy những chữ nhỏ giống như một bộ thiên thư. Bên trong, trên đó có đạo vận lưu chuyển diệp huỳnh đệ cho người xem thử này tên dã màn nhân đưa cho diệp phàm xem một khối đồng nát mỏng như tờ giấy Rỉ xét loàng lộ Khắc đầy chữ cực nhỏ dày đặc chỉ chít lưu động một loại ký thức huyền bí đầy dấu vết của đại đạo ánh mắt của đoạn đức dựng đứng lên bắn ra hai luồng hỏa quang khiến người ta sợ hãi giống như soi xám lảo vọt tới cướp đoạt khối đồng này ầm ừ một tiếng diệp phàm và tên dã màn nhân đồng thời ra tay trong khoảng cách gần như vậy thân thể ba người va chạm phát ra tiếng đổ vang chấn động tổ quạ mãnh liệt đoạn được kêu lên rút lùi lại hai tay chảy máu lực lượng quá lớn khiến hổ khẩu của hắn rách tả tươi, máu tươi của hắn phun ra bản thân của hắn cướp đoạt đều không có nghĩ tới chuyện này xảy ra trên đời này không có mấy người có thể so thân thể với diệp phàm và tên dã man nhân đối kháng như vậy dù là hoàng chủ thân triêu cũng phải chịu thiệt thòi Bàn tay của đoạn đức lúc bấy giờ chỉ chảy máu mà thôi, cũng chưa bị đánh cho thành thịt nát, đủ để nói lên sự đáng sợ và cường đại của hắn, thân thể cũng rất chắc chắn. Người có ý đồ gì đó? Đồng phương giã trừng mắt nhìn chăm chăm vào đoạn đức. Đúng lúc này, hắn đưa khối đồng kia cho Diệp phàm Ta chỉ muốn nhìn một cái mà thôi. Đoạn đức không để ý tới thường thế, thần xăng vô cùng kích động, vẫn liều lĩnh tới gần như trước. Hai mắt của hắn nhìn không chớp mắt vào khối đồng kia, ánh mắt thầm thúy giống như chỉ cần nhìn tấm đồng một cái là tâm thần của hắn sẽ đắm chìm vào trong đó vậy. Người khác có lẽ sẽ không biết, nhưng Diệp Phàm lại hiểu hết mọi chuyện. Năm đó, trước mộ yêu đế ở Đồng Hoang, cô lục đồng chí bảo xuất hiện, nhưng đoạn đức lại tự tay vứt đi, giờ đã trở thành tâm bệnh của hắn. Giờ phút này, cả mập mạp họ đoạn nhìn chăm chăm vào tấm đồng kia, khẳng định là nghĩ tới rất nhiều chuyện, cho nên mới liều lĩnh cướp đoạt, muốn xem đó là cái gì. Đồng thời trong lòng Diệp Phàm cũng chấn động, khối đồng này với khối lục đồng trong cơ thể của hắn liệu có quan hệ gì với nhau không? Hắn cầm trong tay, cẩn thận quan sát, mà dã màn nhân cũng đưa cây đàn nhà bổng về phía trước, cẩn thận đề phòng đoạn đức, biểu hiện giống như hổ rình mồi. Đây là... Diệp Phàm biến sắc, vô cùng kinh ngạc, nhìn vào những cái chữ nhỏ xíu kia. Người xem cái gì? Mau đưa ta đánh giá xem nào. Hơi thở của đoạn đức trở nên rồn rập ngay. Trên đó viết cái gì thế? lão già mù cũng tiến lại gần, có vẻ rất bị thu hút. Giặc cứu tình cũng đi tới, ánh mắt đẹp tỏa ra thần quang, chăm chú nhìn vào tấm đồng cổ xưa đầy dị xét kia, lộ ra vẻ ngạc nhiên khó hiểu. Đến một chữ ta cũng không biết. Diệp Phàm nói, mấy người đều chờ hắn phân tích, ai sẽ kết quả lại là như thế này. Cho ta nhìn một cái, nhìn một cái thôi mà. Lão già mù vào đoạn đức đồng thời thò tay tới. Đồng phương giãn lập tức vung gậy ra phía trước, ngăn cản bọn họ từ vì các ngươi là sinh vật thái cổ bằng không không thể hiểu nổi đây là thần văn cổ xưa nhất đấy diệp phàm lắc đầu nói hiện giờ hắn đã xác định là khối đồng này không có quan hệ gì với lục đồng trong cơ thể bởi vì hai bên có dao động khác nhau hắn cầm khối đồng này có cảm giác nóng cháy có thần vận đại đạo không thể hiểu nổi hoàn toàn khác biệt với khối lục đồng trong cơ thể đây là lúc này đồng phương giã cũng không ngăn cản, cản nữa mấy người cùng nhau quan sát nhìn chăm chăm vào khối đồng sau đó đưa mắt nhìn nhau. Đây là thần văn thái cổ, là văn tự mà cả ngàn vạn cổ tộc trong quá khứ dùng chung. Tương truyền là do thần linh thời cổ sáng tạo, cổ xưa nhất, được các chủng tộc thời đó đều biết đến. Đoạn đừng rốt cuộc cũng có cơ hội, sờ sờ tới tấm đồng, lẩm bẩm nói tiếp. Không phải là lục đồng. Hắn hơi không yên lòng, sau đó bì phẫn không thổi nói. Từng có một trí bảo trên nhân thế, ở ngay trước mặt ta, mà ta lại, ai ra, thật là đáng tiếc. Cái tên mập mạp này, người điền rồ vừa vừa thôi. Dã dạ mà nhân biểu mồi nói. Diệp Phạm oán thầm, tên mập mạp chết tiệt này vẫn nhớ mãi không quên, xem ra lần trước bỏ qua khối lục đồng, khiến hắn bị đả kích không nhỏ. Giờ phút này, ánh mắt của lão già bù mở rất to. Đoạn đức không có đoạt, hắn lại muốn động thủ. Diệp Phạm cảnh giác nhìn về phía sau, không để cho hắn nhìn nữa. Ta chỉ xem qua một chút thôi, có lấy của người đâu mà sợ. Đúng rồi, ta thấy xong người quen lắm, có phải là khách hàng của ta không nhỉ? Ta đã từng bán tiền táng đồ cho ngươi. Diệp Phạm trợn trừng mắt rồi nói, cái lão già lừa đảo này có phải là bán một bộ đầu cơ chứ? Làm tới hơn cả ngàn bộ mà bán ra, người đã lừa gạt bao nhiêu người rồi hả? Ai lừa gạt cơ chứ? Không hề giả nhá, bằng không sao người lại tìm được tới đây? Lão già mù chối đầy đẩy ra vẻ không phải là gian thương. Mấy người đều không biết nói gì nữa, tiền tăng đồ giả đều là do hắn bán ra. Có thể nói là nơi này, ngoài những thế lực lớn ra, người khác đều là do hắn đưa tới. gia khữu tình đột nhiên mở miệng nói, trường thái cổ mà còn bảo tồn được tới nay chưa hỏng, thì nhất định là có khắc phù văn vô thượng. Nếu không, thì dù là báu vật cái thế, cũng đã trở về với bụi đất rồi. Đây là tiền lệ lục kim. Đoạn đực nói xong, liền vươn bàn tay béo mốp ra chụp lấy. Lão già mù cũng không phải lão loại lệ. Diệp phàm không nói gì, hai người này đúng là có thể sánh với Hắc Hoàng, cặp báo vật liền phải ôm ngay vào lòng với Yên. Đây đúng là một mảnh tiền lệ lục kim, dùng tài liệu với tiền lệ tháp của Tây Hoàng Mẫu lưu lại, có thể khắc thần văn vô thượng ở trên đó. Bây giờ bọn họ rốt cuộc cũng xác định khối đồng nát này rất khó lường, không phải đơn giản giống như vẻ ngoài gì xét của nó. Đúng là cái đồ hoàng phí, lại lấy tiền lệ lục kim làm sách. Thế thì người ta còn dùng làm gì được nữa hả? Ngay cả đại đế cũng còn phải gom góp thứ thánh vật này để tế luyện thánh binh cực đạo của mình đó. Đoạn đức chợt kêu lên. Quá xa xỉ rồi, đây chính là tiên lệ lục kim trong truyền thuyết đấy. Đương thời chỉ có giao trì còn một khối. Luyện thành Tây Hoàng Tháp, không còn tìm thấy khối nào nữa đâu. Lão Gia Mù cũng đau lòng vô cùng. Tuy nhiên bọn họ nói thì nói cũng không ngừng tiến về phía trước, nhờ dùng tấm đồng ghi đầy thần văn này. Hiện giờ không cần nghĩ cũng biết là văn tự ghi trên tiên lệ lục kim này khẳng định là vô giá. Những thứ này tuyệt đối không tầm thường. Ái ra! Đoạn đừng và lão già bù đồng thời nguyên rủa cảm thấy đầu óc tên rần rần. Thế những lúc này rút tay ra, trên mặt lộ vẻ hoảng sợ. Tiên lệ lục kim thư này đúng là có thần văn vô thượng. Muốn dùng thần niệm ghi nhớ chữ trên này quá khó khăn. Hai người cũng nói. Diệp Phạm nhìn chăm chăm hồi lâu, một chữ cũng chẳng nhận ra nổi mặc dù biết đây là tiên chân nhưng lại không đọc được, dường mắt ra nhìn mà không có cách nào. Tây Mạc, Tu Di Sơn, có người biết văn tự cổ này đó. Giác Hữu Tình mở miệng ra, nàng rất là điềm tĩnh, giọng nói mang theo tử tính rất êm tai. Tu Di Sơn siêu nhiên thế ngoại, thần bí vô cùng, rất nhiều người đều tin rằng nơi này còn có cổ phận sống, không ai dám mạo phạm cả. Có cơ hội phải tới Tù Di Sơn thỉnh giáo mới được. Diệp Phạm nói ra hiện giờ đánh chết hắn cũng không có đi. tất cảm bầu đi cũng rút đi từ Tây Mạc, trở thành nhân vật cấm kỵ. Diệp Phàm cũng đến từ tình khổng khác, nếu bị người của tù gì sơn phát hiện ra, thì trời biết sẽ phát sinh ra chuyện gì. Về sau, bắt cọc một sinh linh thái cổ để hắn đọc là được. Đồng phương giãn dạ đại nói, vô cùng mạnh mẽ, có chủng tổng thái cổ như gà vịt, có thể bắt bất cứ lúc nào. Diệp Phàm cảm thấy phiến lục đồng này quá nguy hiểm, thế nhưng ngượng ngùng cầm trong tay mà nói, thứ này quá quý giá đi. Thanh nhân viện cổ hóa đạo, lưu lại một thần thánh cốt duy nhất. Thế nhưng, qua muôn ngàn thử thách vẫn bất diệt, có thể nói là ngưng tụ ảo diệu toàn thần hắn. Là thần vật tuyệt thế, người không dò dự mà trực tiếp đưa cho ta. Khối đồng này người cứ cầm lấy đi. Đồng phượng giá cất tiếng nói. Cuối cùng hai người đều thu lấy, cảm thấy vô cùng mỹ mãn, trong lòng kích động vô cùng. Cây làng nhà bồng này tương lai khẳng định có thể khôi phục thánh bình khí của thánh nhân. Hơn nữa, con cường đại siêu cấp, dù sao thì nó cũng dùng hợp toàn bộ tinh hoa của thánh nhân cơ mà. Đoạn đức lẩm bẩm nói, tiền lệ lục kim thư tràn ngập tính chất không thể xác định, nhưng tương lai nó không chừng lại dịch ra được một bộ tiền kinh cũng nên. Lão già mù bây giờ ôm cái quả trứng thần rồi thì thầm. Năm người rời khỏi cái tổ quả, sợ kim ô trưởng thành đuổi tới, sau khi chuồn ra thì lại tới trong một dãy núi khác. Lại là một vũng nước, là thần nguyên dịch. Đoạn đức cả kinh kêu đền vọt tới liền, không thể nói là số mạng của tiền mập chết tiệt này đúng là rất hên. Lần này, hắn phát hiện ra một vũng nước tới nửa thước vuông, hình thành từ thần nguyên dịch, tỏa ra thần quang rực rỡ, chiêu rọi cổ mộc xung quanh thành một màu xanh như ngọc. Nhiều thần nguyên dịch như vậy thì đã có thể trùm một tầng bên ngoài thân thể rồi đấy. Ta nghĩ có thể phong ta một vạn tám ngàn năm đó. Nếu như bán cho những thánh địa kia thì tuyệt đối có thể đổi được kiện thần bình vương giả. Lão già mù đỏ mắt nói ngay. Người không phải rất hiểu mộ táng học sao. Bao tìm xem thần linh kia được trồn ở nơi nào. Đào quan tài của người kia ra một chút sớm sớm. Nếu như mà bằng không sẽ để những hoàng chủ yêu chủ kia nhanh chân tới trước thì chúng ta chẳng sờ mũi được cái gì đâu. Đoạn đức bình tĩnh ở lại nhìn chăm chăm vào tiểu thế giới này, suy nghĩ xuất thần rồi nói. Sao ta cảm thấy nơi nào cũng là nơi thích hợp để chôn người thế? Đúng là không hộ là nơi tiền táng. Tiểu thế giới này không có lớn, nhưng mỗi một ngọn núi đều phải tìm một lần thì cũng khiến người ta mệt chết. Diệp Phạm tiến lên, dùng nguyên tiên thần thuật xem địa thế, tìm lòng mạch, quá cản khôn, thăm dò thiên cơ, muốn tìm nơi tiền táng. Giới này là giới trong giới sao? So với tiền nhân, đồ ở bên ngoài còn có huyền ảo hơn đấy hắn nhớ mày nhìn chằm chằm vào một dãy núi phía xa xa rồi sau đó lại nói các người nhìn xem kia có giống như hình dạng một tiên nhân ngã trên mặt đất hay là không mọi người đưa mắt quan sát càng nhìn càng thấy giống những bụi cây rậm rạp thác nước chảy xuống giống như đẫm máu tiên nhân phơi thây ngã xuống trong dãy núi chắc là chôn ở đó rồi đấy diệp phòng cung cấp hình ảnh đại thể của thiên địa đoạn đường rất nhanh có phỏng đoán sau đó hắn liền thấy phải tìm huyệt thể nào năm người phấn chấn tế ra tình hà hóa thành một thác nước vượt núi mà đi, hiện ra phía trước ngọn núi kia thì dừng lại. Đây giống như một vết chém của tiền nhân vậy. Lão già bú hít sâu một hơi khí lạnh. Dãy núi này có hình dạng kỳ lạ, giống như tiền nhân phơi thây đầy đất, nhưng lại lưu động khí thức thiền đạo, vừa tiếp cận liền như có tiếng tụng cổ kinh. Âm thanh của đại đạo lớn mà huyền diệu, giống như từ trên chín tầng trời vọng xuống, không ngừng tràn vào trong tai của mấy người, nhưng lại không thể nghe rõ, càng nghe càng nóng ruột vô cùng. Quả nhiên là thần diệu khó lường. Giác cữu Tình bây giờ mở miệng, cành bồ đề trong tay tỏa ra ánh sáng xanh. Từ dịp mấy tên hoàng chủ, yêu chủ, thần tăng còn chưa tìm kiếm ở địa phương khác, chúng ta mau chạy vào, thù tiền táng vào thay thôi. Đồng phương giã thúc giục. Đoạn đức đi vòng quanh một hồi, sau đó tới một sườn núi trọc rồi nói. Núi này tuyệt đối không thể lao bừa, bằng không sẽ gặp họa sát thân. Chúng ta cứ tiến vào từ phía này đi trên dãy núi có một cổ động chính là miệng của tiên nhân bị phơi thay thông sâu vào trong địa mạch mới vừa tiến vào trong cổ động mọi người liền biến sắc thần lực bị áp chế rất mạnh còn có một loại uy áp vô thượng truyền ra từ sâu trong địa mạch khiến người ta muốn quỳ rạp xuống đất có thể so với khí tức của đại đế cổ tương tự như thánh bình cực đạo tỉnh giấc diệp phàm tới quả đại chiến ở trở thành thành bắc vực lúc ấy đã có người muốn giết cường thần vương ngay cả thánh bình cực đạo cũng đều lôi ra hắn tự mình cảm nhận được hai vũ khí cực đạo tỉnh giấc, suýt nữa là hủy diệt phạm vi vạn dặm tân coi thi thể của thần linh cổ cả mập mạp họ đoạn nói về mộ táng học có thể xem là một nhân sĩ đầy uy quyền phán đoán một câu như vậy thần linh đó đủ loại dấu hiệu cho thấy thật sự có tồn tại trên thế gian chứng minh ta sắp nhìn thấy rồi lão già mù cũng thì thầm thần chi niệm đã xuất hiện nếu không có nơi chôn cất thần linh thì thật sự không giải thích nổi mọi người đều kích động có lẽ bọn họ sắp được chứng kiến một thần tích chăng? Trong lòng mỗi người bọn họ, ai ai cũng cảm thấy vô cùng kích động. Mấy người bọn họ bây giờ dọc theo một thần động mà xâm nhập vào sâu bên trong địa mạch. Trên mặt đất, bây giờ thỉnh thoảng lại có một khối nguyên chiếu sáng cả một phần cổ động. Tiếng tí tách của nước đang giọt xuống, thành nhũ trò xuống từ trên vách đá, tỏa ra ánh sáng nam màu, rơi xuống mặt đất, phát ra tiếng động êm tai, giống như có người gảy đàn khiến cho cổ động lại càng có vẻ u tĩnh hơn. Đám người Diệp Phàm đi trong động phủ lúc sáng lúc tối, trong lòng khó có thể bình tĩnh được, khí tức mình bồng tỏa ra từ địa mạch, khiến bọn họ hít thở không thông. Nếu không có gì bất ngờ, thì thi thể được cho là của thần linh kia chỉ có hơn chứ không thể kém thánh bình cực đạo thức tỉnh. Cả một đại dương mênh mông bắt đầu khởi động, khiến đình hồn người khác run sợ. Tiếng xích sắt lay động vang lên truyền tới, trong động phủ âm u này lại càng dọa người dường như âm quỷ vọng tới từ địa ngục vậy giống như ma quỷ sắp sửa giải thoát khỏi công xiềng lại đi tới vài dặm tiếng gió thổi u u từ một ngã rẽ khác tới âm khí ghê người những ngã rẽ kia tối om như những vực sâu không đáy bọn họ không tìm hiểu nhiều cũng không thể đi tới trời mới biết là trong những lối rẽ kia có thể có cái gì tốt nhất là đi theo con đường chủ mạch có ánh sáng này dọc theo đường đi thỉnh thoảng lại thấy một số nguyền dị trùng kết trên vách đá sau khi bị đục xuống dưới phát ra tiếng động giòn tan thậm chí bọn họ đào được mấy khối thần nguyên tỏa ra ánh sáng rực rỡ chiếu rọi cả cổ động giống như mộng ảo thần linh cổ đúng đã biết chọn nơi nếu đào nơi này ra không chừng sẽ phát hiện ra không ít nguyền đầu đấy đây Để đúng là một bảo địa quý báu vô cùng khí từ phía trước càng mạnh khiến bọn họ cảm thấy rất áp lực giống như đối mặt với một tòa ma sơn cao ngất trong bầy vậy nhịp tìm giả tốc, có cảm giác hít thở không thông. Cứ như vậy thì chúng ta đều không thể tiếp cận quan tài của thần linh, chỉ sợ còn cách rất xa thì thân thể đã nứt ra rồi. Thần linh khiến cho vườn của Thái Cổ, đại đế Thái Cổ đều nghi hoặc, không biết có thực sự tồn tại hay không, mà nay bọn họ có lẽ sắp sửa được nhìn thấy kỳ tích này. Ở phía trước có một vùng cổ mộc chắn đường khiến người ta thực sự kinh ngạc. Ở dưới thế giới trong lòng đất này trong đá lại có thể có một đám cây cao chọc trời như vậy. Dưới ánh sáng của những khối thần nguyên, cả vùng này tỏa ra sinh cơ bừng bừng xanh biếc, tươi mát vô cùng, nhưng lại khiến người ta cảm nhận được khí tức nguy hiểm. Một tiếng kêu thề lường khiến người ta tề tái ra đầu chuyển tới, không khác gì tiếng ác quỷ tru, vẹn vẹn chỉ trong nháy mắt, liền khiến người ta lồng tóc dựng ngược. Có một bóng đen giống như ác mà bày tới, dữ tợn, lao đến mấy người, mang theo từng trận ác phong, khí tức hùng ác ập đến, ma quỷ viên đoạn đức giật mình sắc mặt trắng như tuyết lật đật rút lui ngay mấy người bọn họ đều biến sắc tất cả lui lại phía sau đây là một con vượn quỷ cao tới một trượng toàn thân có vảy dài màu đen long lánh giạt ghí tràn cập thảm thiết đôi mắt của nó có thể nói là oán độc vô cùng giống như gặp phải kẻ thù mười kiếp vậy vuốt sắc như sắt chụp tới như muốn xé tan bụng của mấy người ra đây là một sinh vật sinh ra trong cổ mộ rất khó đối phó cực kỳ nguy hiểm đấy đoạn đức kêu to nhắc nhở mấy người vụt một tiếng đoạn đức tế ra một khối thiết ấn giống như núi đe xuống như vuốt sắc của ma quỷ bây giờ chụp vào ma quỷ viên đốm lửa bắn ra bốn phía rồi nó liền trở thành bột sắt nên biết rằng mỗi món đồ trên người đoạn đức đều là bảo bối nhưng đều không chịu nổi một kích của ma quỷ viên có thể thấy được nó đáng sợ tới mức nào ma quỷ viên kêu dài thê đương giống như lệ quỷ chạy ra từ địa ngục, lại lao tới đánh giết. Nếu là người bình thường thì đã bị nó dọa chết tươi. Đồng phương giã ra tay, cầm thánh cốt duy nhất do thánh nhân viễn cổ, hóa đạo lưu lại, đánh xuống, tỏa ra kim quang mạnh mẽ, lao tới. Mà quỷ viên giống lên thảm thiết, vô cùng linh hoạt, vút một cái liền lùi lại, giống như quỷ mị vậy, nhưng lại có vẻ rất e ngại thánh cốt màu vàng này. Trên đời đúng là có rất nhiều thứ kỳ dị, còn ma quỷ viên này nếu đại chiến có thể giết chết không ít cường giả. Lão già mồ giật mình nói, đây là lần thứ ba ta gặp được nó. Có thể nói hai lần trước là ở cổ mộ của Vũ Hóa Vương và Tinh Hà Vương, suýt nữa là ta đã mất mạng. Đoạn đưng vẫn còn có vẻ sợ hãi. Mà quỷ viên dữ tận vô cùng, vải đen toàn thân lóe lên. Nó hùng ác nhìn chăm chăm vào thanh thánh cốt kia, trong nhất thời không dám tiến tới nữa. Sau đó nó đột nhiên phát ra tiếng kêu dài giống như cú đêm mà thét lên. U u, không bao lâu sau, từ bên trong rừng cổ mộc có bốn con ma quỷ viền lao ra tiếp, đều cao tới một trượng, hung ác, tàn bạo, bao vây mấy người bọn họ lại. Theo truyền thuyết thì đây là thì biến của nhân vật tuyệt đỉnh cổ đại hóa thành, giờ đại đập tức chùi ra sáu con, chúng ta nguy to rồi. Lão già bù cắn răng mà nói, mấy người vội lui lại, mấy con ma quỷ viền cũng không dám tấn công, có vẻ rất sợ hãi đối với xương cánh tay của thánh nhân cầm khẽ không ngừng. Thời gian dài quá thì khẳng định chúng sẽ tấn công, đại sự không ổn đâu. Diệp Phạm nhíu mày rồi nói. Đoạn đừng cắn chặt răng, nói tiếp. Bực ta không thể không vận dụng con bài chưa đặt. Hắn lấy ra một ngọn đồng đằng cũ kỹ đen thui. Ngọn đèn sáng mãi bất diệt. Mở cái chụp đèn ra, lập tức có một luồng khí thức không hiểu nổi tràn ra. Hòa diễm vô cùng dịu dàng và thần thánh chiêu rọi sáng lạng cả vùng rừng cổ mộc này, tỏa ra hào quang sáng ngời. Ngọn đèn này cũng không quá trói mắt, nhưng hào quang tỏa ra rất xa, xuyên qua bội tấc không gian, khiến không có chút bóng tối, khí tức thần thánh tràn ngập không gian. Năm con ma quỷ viên hoàng sợ rút lui, kêu gào không ngừng, vừa phẫn nộ vừa sợ hãi, thậm chí thân thể không kìm được mà run rẩy. Ngọn đèn này đã thế nào đây? Lão già mô kiếp sợ, dán mắt nhìn chăm chăm không ngừng rồi nói. Dầu của ngọn đồng đăng này có phải là từ thân thể của thánh nhân không lời này vừa thốt lên liền khiến những người khác vô cùng kinh ngạc lộ ra thần xác khó tin đúng vậy ngọn đèn này cũng không phải là cái gì đặc biệt như dầu bên trong lại được luyện từ cơ thể thánh nhân trọn đời không tắt có thể thù cát tịnh hung đoạn đức thừa nhận đây là thứ hắn mang ra từ mộ minh vương lùng mới lấy được khiến hắn không ngủ được đến tận ba ngày ngọn đèn thánh nhân xuất hiện khiến nằm còn ma quỷ viên bị dọa lui hào quang của nó tỏa ra khí tức khiến chúng sợ hãi từ tận linh hồn không dám ở lâu trên thực tế thì xương cốt cánh tay của thánh nhân hóa đạo càng quý giá hơn chẳng qua là nó ẩn giấu quá sâu không tỏa ra thanh uy vô thượng bởi vậy không hiệu quả bằng ngọn đèn này ngọn đèn này đừng có thủ lại phía trước không chừng còn có thứ gì khác đó ta vẫn đò đắng thần chỉ niệm sẽ xuất hiện lão già bồ sầu lò nói ở bên ngoài có mấy ngàn người đồng thời tụng vãng sinh chú và độ nhân kinh. Thần quang vô tận che lấp lấy cây dầu ở trên trời. Bà thần trì niệm này tại sao tiến vào được nữa chứ? Nói thế chưa chính xác đâu. Hơn phần nửa là còn một con đường khác định. Nói vài câu xong, năm người đều cảm thấy vừa khẩn trương, vừa e sợ ác mà trần chính kia. Đương thời, có ai hàng phục nổi hắn chứ? Tiếng xích sắt ở phía trước càng rõ ràng, khiến người ta cảm thấy như đang đi vào địa ngục một con sông màu đen chảy vô thành vô tức chắn ngang con đường phía trước giống như một vực sâu màu đen gần như có thể cắn nuốt tâm thần và linh hồn của người ta nó yên lặng cực kỳ không hề có chút sóng gió thậm chí không có cả bọt nước nhưng lại đen tới mức khiến lòng người kinh sợ nhìn lâu thần hồn cũng phải vỡ nát thật sự là thai âm trần thủy bình thường nếu có được một hồ đô nhỏ thì tù sĩ đã coi là trần bảo thế mà ở đây lại có cả một con sông mọi người đều trận mắt há mồm, đồng thời vô cùng sợ hãi. Địa phương này cũng quá đáng sợ đi. Tới nơi này rồi, thần lực của bọn họ bị áp chế càng mạnh hơn. Tinh hà của đoạn đức không thể phi hành vượt qua nữa. Chỉ sợ hoàng chủ tuyệt thế của Trung Châu cũng không thể phi hành nơi này. Phía trên con sông này có một sợi xích sắt. Tiếng đại động leng keng là do nó phát ra. Xịn tôi đèn như mực, le lên những điểm sáng, đối với bờ bên kia. Phải đủ dày qua sông sao? Không thể đu qua, các người xem trên sợi xích còn có sinh vật mấy người quan sát cẩn thận cả người lạnh ngắt ở trên đó có không ít thi thể quấn quanh ánh mắt khép hờ lộ ra hào quang xanh ngắt thượng cổ kỳ thi bọn họ cũng là cao thủ đời sau sông tới không phải là người trước tái cổ chết ở nơi đây nhìn kỹ thì có thể thấy trên sợi xích sắt có ghi chú tên là an hồn thiết là một loại kỳ chân trời sinh hấp dẫn thi hài có thể bảo tồn thi thể khổng chữa nát cũng không biết đã qua bao nhiêu năm tháng, trên sợi xích có không dưới mấy chục bộ thi thể quấn lấy, mỗi cái đều rất dọa người, từ trang phục của bọn họ thì có thể thấy là những tồn tại từ năm tháng rất xa xưa. Đây đều là nhân vật tuyệt đỉnh, nếu không thì thể không thể thông linh. Làm sao chúng ta có thể qua được đây? Mấy người đều cảm thấy khó khăn vô cùng. Bỗng nhiên một chiếc thuyền bằng xương trắng từ từ đi tới bên bờ, thuyền do mấy ngàn cái đầu lâu trắng bóc tạo thành, khiến người ta kinh sợ đây nhất định là thần chi niệm làm ra. Bằng không thần đình cổ tuyệt đối không tạo thành những vật khiến người ta sợ hãi như vậy. Lên thuyền đi, chúng ta có ngọn đèn thánh nhân, vạn tả bất xâm, thay ẩm trần thủy dù có sinh vật kỳ bí gì cũng không dám xâm phạm chúng ta. Năm người không do dự mà bước lên trên thuyền bạch cốt đi về phía bờ bên kia. Trong quá trình truyền thuyền di chuyển, cổ đăng trong tay đoạn đức tỏa ra hào quang an đành, chiếu sáng rạng người cả một khoảng cốt thuyền bọn họ vừa mới lên bờ thì giữa sông bốc lên một cơn sóng lớn một cái vây lưng lộ ra một sinh vật nửa rồng nửa dao màu máu chìm vào trong nước có thể sinh tồn trong thái âm chân thủy sinh vật này quả là có lai lịch dọa người diệp phàm và đông phương giá đều giật mình thân thể bọn họ rất cường đại nhưng cũng không dám xâm nhập vào bên trong thái âm chân thủy màu đen kia mau đi thôi ta cảm thấy mấy tên hoàng chủ yêu chủ và thần tăng kia cũng sắp tới nơi rồi nhất định phải tới trước bọn họ để lấy được cổ kinh và tiên trân. Tuy rằng bọn họ muốn đẩy nhanh tốc độ, nhưng lại không đi nổi bởi áp lực càng ngày càng lớn. Ngay cả tế ra các loại cổ bảo hộ thể, thì thân thể cũng giống như đi vào trong vũng bùn. Là khí tức cường thịnh của thi thể hay là do có thánh bình cực đạo trấn áp nhỉ? Bọn họ cảm thấy thân thể sắp không chịu nổi rồi. Loại áp lực này khiến xương cốt bọn họ cũng phải đứt vỡ. Tới rồi, các người xem đi. Phía trước là một vùng tiên địa, bọn họ đi vào chỗ sâu nhất trong sơn mạch, chốt cuộc nhìn thấy nơi tiền táng, tiền khí vụ tận ập tới, khiến người ta như sắp sửa phi thăng. Ở phía trước có đầy đủ ánh sáng, đó là một vùng thiền địa rộng lớn, có ngàn vạn con rồng xoay quanh, ánh sáng vụ tận bảo phủ, tiền khí như sương mù. Nơi đó có một kim tự tháp rất lớn, giống như đài cao, đương nhiên cũng không có đỉnh nhọn, mà phía trên đại san bằng, nó hoàn toàn được xây bằng ngọc thạch ngũ sắc. Đài cao nào có thể lên tới vạn trượng, bậc thang ngọc từ chân thông tới tận đỉnh, có sương mù là tiên khí vô tận, giống như đi tới tiền giới. Cao trưởng vạn trượng, đời này có thể ở sâu trong địa mạch, tất nhiên có pháp tắc không gian rồi. Đài ngọc cao cao vạn trường, to lớn vô cùng, hỗn độn mãnh liệt, tiên khí tràn ngập, cả vạn con đại long đang quay quanh, cực kỳ bao là hùng vĩ. Suốt cuồng cũng tới nơi trồn tiên, các người xem, phía trên còn có một cái quan tài, hơn phần nửa là chỗ trồn thần linh. Thần lực của bọn họ bị phong ấn gần hết, nhưng thần niệm và linh giác vẫn còn, cảm nhận được một loại áp bức. Cổ quan ở trên ngọc đài cao cao vạn trượng, bây giờ như trấn áp tới muôn đời. Chúng ta nếu có thể mở cổ quan ra, thì sẽ là người đầu tiên nhìn thấy thần linh trong muôn đời đấy. Điều ấy làm ai ai cũng cảm thấy kích động. Ngọc đài cao vạn trượng, từng bậc đi lên, rồng bay lượn khắp không gian. Thế nhưng khí hỗn độn vẩn quanh, dù mấy người biết đó không phải là thật, nhưng cũng rất kinh hãi. Trần Long thần hoàng trong phi thường chân thật, chừng hơn vạn con do tiên khí hóa thành làm tăng thêm khí tức thần bí do đài ngọc ngũ sắc. Nếu là phạm nhân thì ngay cả nhìn lên gưỡng bộ cũng không thấy được gì. Dù sao thì đài ngọc cũng cao tới vạn trượng, nhưng mắt thần của mấy người bọn họ đều sáng như điện, có thể nhìn xuyên qua mây mù mơ hồ thấy cảnh tượng phía sau. Phía trước có một quan tài rất cổ xưa tỏa ra khí thức tang thương vô tận. Tuy rằng dài chưa tới một trường, nhưng lại giống như đã trải qua muôn đời năm tháng. Cái gì là bãi biển nương sâu, mặt đất mở mịt, tình không vô ngần cũng không thể hiện nổi một góc của quan tài. Nó dường như ngưng tụ cổ kìm tương lai, xuyên qua trăm vạn năm. tên nơi đây rồi, không ai có năng lực bình yên vượt qua được. Cơ thể như sắp nổ tung, cả người đau nhức xương cốt đều trùng động. Trên đài ngọc ngũ sắc này, có uy áp khủng bố vô tận tràn trăm mênh bông như nước, cuồn cuộn trong tiền địa, khiến thân thể mọi người như sắp vỡ nát. Vũ khí cực đảo của đại đế cổ tỉnh giấc sao? Đây là nghi vấn của mọi người. Loại uy áp này chỉ có trong trận chiến trong thần thành bắc vực, không tu sĩ nào có thể chống cự. Đây chẳng lẽ là do thi thể phát ra sao? Khi còn sống, hắn có uy thế khủng bố tới mức nào cơ chứ? Bọn họ không thể không lộ ra vẻ sợ hãi. Lúc này đi tới đài ngọc ngũ sắc không xa, căn bản không có biện pháp tiến thêm một bước. Cô bảo cũng là vô dụng không hề có tác dụng gì với nó kính thưa tất cả quý vị khán thính giả câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo